Ok và hello, chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình. Mình là Gà đây. Thì hôm nay mình đã quay trở lại với tựa game Mining Simulator ha các bạn ha. Thì trong cái game này nó vừa cập nhật một cái tính năng mới, đó là quay một cái rương các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Khi các bạn vào shop nó sẽ cho bạn một cái mới, đó là cái rack ha, tức là cái thùng này. Thì những cái thùng này nó sẽ mang lại cho bạn cái gì? Nó sẽ mang lại cho bạn cái skin ha, cái skin cho trang bị của mình ha. Thì như các bạn thấy đây, các bạn bấm vào góc trái bên đây ha, thì nó sẽ cho các bạn, như bạn thấy mình có rất nhiều skin rồi. Thì những cái skin này các bạn mua từ trong cái shop ở đây nè, mua cái rack ở đây nè ha. Tùy giá trị mà nó sẽ cho tỷ lệ ha, ví dụ 500 á thì nó cho tỷ lệ là 90% là thường, 6% là hơi hiếm hiếm ha, 3% là hiếm, 1% là cực kỳ hiếm và 0% là legendary, là huyền thoại ha. Tương đương đó, nếu cái rương càng mắc á thì tỷ lệ của mỗi cái sẽ khác nhau ha. Và mình sẽ cho các bạn một cái code mới cập nhật. Cái code này giúp bạn sẽ nhận được cái rương 10.000 nè các bạn, cái rương rare miễn phí ha. Các bạn bấm vào đây, code nè, các bạn bấm rare, enter. Đấy, nó sẽ cho bạn một cái lần quay skin miễn phí ha, rương rare nha các bạn, cái rương có giá trị là 10.000 ha. Oh, Cyan. Đô. Cùi bắp luôn. Để mình đưa cho mấy em này code ha. À, mấy em mình biết rồi, code là rare. Chắc mấy em này cũng theo dõi corner ha. Thì mình bấm vào inventory nè, bạn muốn đổi thành cái skin gì bạn click vào thôi. Tùy theo cái trang bị bạn đang có ha. Ví dụ mình đang có cây cưa đúng không, mình bấm thành ruby nè. Đó, nó sẽ đổi skin thành ruby rồi ha. Hoặc là mình đổi thành high roller thì nó sẽ đổi thành skin này, cục xí ngầu ha. Còn skin mới là Cyan nè. Đấy. Và mình cũng vừa mua một cái game pass trong game này, và mình thấy cái game pass này cực kỳ ngon luôn, cực kỳ hiệu quả luôn. Và mình nghĩ là nếu các bạn chơi game này mà các bạn muốn cày game á và có đủ robot để mua game pass á, thì các bạn chỉ cần mua duy nhất một game pass này thôi là các bạn đã đủ thành đại gia và đứng top của server rồi ha. Thì cái game pass mình muốn nói cho các bạn á là game pass này nè các bạn, 400 robot là một cái quả bom nguyên tử ha. Đây, đó. Một cái quả bom nguyên tử này là đủ giúp các bạn cày top rồi. Hôm qua mình cày khoảng cầm 1 tiếng đồng hồ thôi mà mình đã mua được cái thùng này các bạn. Cái thùng rượu là 10.000 nè ha. Sức chứa 10.000, cái thùng rượu này hình như mình nhớ là nó tới bao nhiêu nhỉ? À, hình như là 300.000 các bạn, 350.000 tiền trong game ha. Khá là nhiều luôn. Cái chế độ rebirth này là tốn hết bao nhiêu nhỉ? 10 triệu, what the shit gì mắc vậy? Rồi, bây giờ chúng ta cùng xuống quăng bom nguyên tử coi. Xuống nơi sâu sâu chút xíu ha. Chỉ cần một trái bom nguyên tử là bá đạo rồi các bạn. Không cần nhiều đâu. À, nó tít tít vài giây nó nổ một cái là banh nguyên cái hầm mỏ luôn. Hay. Khai thông hầm mỏ liền. Cực kỳ hiệu quả luôn. Cái loại bom nguyên tử này các bạn có thể công phá mọi loại mai luôn ha. Tại vì trong cái tựa game này nếu mà các bạn cái vũ khí á, à cái trang bị vũ khí cưa của mình đi, thì nó chỉ đào được một số loại mai thôi. Những cái mai khác như là ruby hay gì đó, nó không đủ sức công phá nên nó đào cái mai đó để bạn kiếm thưởng à. Cho nên cái quả bom nguyên tử này là một cái cực kỳ lợi hại luôn. Hôm qua mình đã xuống tới mức là khoảng 200 lốc rồi. Có những cái cục mới như là đá thạch anh rồi đá pha lê, nói chung rất là nhiều cái loại đá mới luôn. Và chỉ cần quăng cái bom nguyên tử đó thôi là công phá vô tư ha. Cái ba lô của mình bây giờ sức chứa 10.000 rồi các bạn, rất là nhiều luôn. Không biết chừng nào mới hết. Không cần phải tốn tiền cày game sáng đêm để mua những cái trang bị, những cái ba lô mới ha, chỉ cần cái 10.000 này thôi. Chúng ta cứ đi xuống những cái rương hay là những cái mai mà chúng ta quăng vào đó là tự động khi cái này nó nổ là nó sẽ ăn luôn. Nó lấy luôn cái rương, nó lấy luôn cái mai cho mình luôn ha. Đây các bạn coi, những cái rương này có giá trị là 300 ha. Những cái rương tím này có giá trị là 5.000. À, vẫn lấy được. Xuống tới 100 lốc thì cái cưa vẫn lấy được cái rương màu tím này ha. À, vẫn được, không sao hết. Nhưng mà nếu mà các bạn xuống tầng sâu á, khoảng tầng 200-250 đó thì các bạn không lấy được đâu, tại vì cái vũ khí của bạn nó ghi là không đủ khả năng để lấy cái đó ha. Cái quả bom nguyên tử này nó khá lợi hại mà nó có một cái nhược điểm á, là khi các bạn quăng cái bom á, các bạn không kiểm soát được cái phạm vi nổ của nó ha. Nó có nổ rất là điên cuồng luôn á. Còn nếu các bạn xài những cái đục khác thì các bạn có thể đi theo cái hướng mình muốn, như là đi ngang đi dọc ha. Còn này bạn thả cái bom nguyên tử xuống là nó nổ banh xác luôn, không biết nó nổ đi hướng nào đó, nó sụp kìa. Rất là ghê luôn. Mình thử cố đào xuống 200 lốc coi như thế nào ha. Phải tầm 203-204 lốc gì đó nó mới xuất hiện cái tầng đất mới nha các bạn. Cái bom nguyên tử rất là lợi ha các bạn ha. Mình có thể là mình đi đầu các bạn, tại vì những cái người kia người ta không có đủ cái chỗ chứa cái ba lô nè, hoặc là những không đủ cái vũ khí á, họ đào rất là lâu ha. Mà trong đây á, trong một khoảng thời gian á, nó sẽ restart lại ha, nó sẽ lắp cái hố lại là bao nhiêu công sức mình đào nó sẽ mất hết. Cho nên mà mình cũng khai thác những cái mai ở dưới sâu á, mình cần phải có một cái bom nguyên tử như thế này. Các bạn thấy không, nãy giờ mình đào rất là nhiều luôn á. Mình nghĩ tiền của mình là khoảng tầm 100.000 rồi đó các bạn, nhưng mà mình mới chứa được có 3.000 thôi, còn cực kỳ nhiều luôn, gần xuống 200 block rồi.
Hồi nãy giờ có mình em này đi theo mình, mấy em kia chắc ở trên kia rồi, không xuống đây rồi. Mình đã vượt qua mọi giới hạn của game. Tại vì mình thấy cái bão bom nguyên tử này không có gì không thể không phá được các bạn. Không biết là xuống tầm 500 block hay là 700 block thì nó có cái gì dưới không? Những cái mai nào mới không? Chứ từ tầm 250 block đổ lại á, mình kiếm rất nhiều tiền luôn. Và cái gì, cái cục bom nguyên tử này nó cũng phá được hết. Tiền nó cứ trôi về thôi ha. Đó, đây quá trời luôn. Này nhiêu tiền vậy? 1.200 nè, cục xanh xanh 1.200 nè. Sapphire, đá Sapphire các bạn. Đá Ruby thì 700 ha. Đó, cái cục này 1.200 mình quăng một cái là mình có 1.200 tiền rồi. Quăng vô mấy cái mỏ này nữa là chết luôn á. Tiền nó về không đếm xuể luôn. Đây nè. Đào gần 200 block luôn các bạn mà mới tốn có 5.000 mấy, gần 6.000 cái chỗ chứa thôi. Rồi, khoảng tầm quăng 2 trái bom nữa là được xuống 200 block rồi. Wow. Ở đẹp quá. Quăng đây đi. Đấy. Bùm. Xuống đây. Wow, rất là nhiều luôn. Quăng giữa đi nha. Đây mình để giữa nổ lan qua hai bên rồi. 196 block rồi. Yes. Ồ, 197. 198. Cục này cục gì vậy? Than nè. Dưới lòng đất mà có than nè. Dạ, 200 block rồi các bạn ơi. Ờ, có một thanh niên đi xuống kìa. Thì cái block tới 200, 201 gì đó nó sẽ qua tầng đất mới ha. Tầng đất này màu hồng các bạn, ở trên nó hơi màu nâu nâu chút xíu, nâu đỏ ha, dưới màu hồng. Rồi chúng ta quay lên thôi. Rồi mình sẽ bán thử coi được bao nhiêu tiền ha. Công sức nó giờ ngồi đào, ngồi quay clip các bạn. À các bạn thấy không, 117.000. Cực kỳ nhiều luôn. Rồi đại gia rồi, đại gia rồi. Cái ba lô tiếp theo là 560.000. Mình hiểu không cần thiết đâu. Chơi game này mình dừng ở mức là cái này được rồi, 300.000, 350.000. Small barrel hay một cái thùng nhỏ. Còn nếu bạn nào mà giàu hơn nữa thì cứ mua game pass này các bạn. Mình thật sự nói chung mua game pass là chỉ chơi để cho nhanh thôi các bạn, chứ không vui lắm à. Phải cày nó mới vui các bạn. À, mình sẽ dùng cái tiền này để mình mua những cái rương cho mình quay. 50.000 ha. Hey. Gì đây? Lapis à? Amethyst à? Đâu? Tại mình có cái cưa thôi bạn, chứ bom nguyên tử mình không cho skin nữa ha. Có cái cưa thôi. Ồ, đá gì đẹp nha. Quay tiếp một rương nữa ha. Cái legendary là cái nào ta? Rồi, emerald luôn. No. Mình chưa có emerald. Đây. Còn 34.000 hả, thì quay ba cái rương kia đi. Ok, thì đó là tất cả video này ha. Và nếu các bạn thích video này, đừng quên bỏ lại một like, share video này, cũng như hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn mình mỗi ngày ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.